Mới đầu năm, đại nhân đã gặp hạn nặng về sức khỏe, bị liệt nửa người bên trái và méo miệng. Vốn là một chàng trai khỏe mạnh và năng động, cách đây không lâu đại nhân bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân đang nhập viện sau một cơn tai biến, khiến công chúng lẫn đồng nghiệp không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ đại nhân vừa chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe, khiến bạn bè người hâm mộ vô cùng lo lắng, anh viết, nhưng vừa bị tai biến tắc mạch máu não ở động mạch chính. Lúc nhập viện vào cấp cứu thì gần như bị liệt nửa người bên trái và méo miệng. Hiện tại sau khi điều trị và nằm viện 2 ngày nhưng đã đỡ hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc Nhân mấy ngày nay. Mọi người lưu ý, khi gặp các triệu chứng mới ngủ dậy tay chân không cử động được, mặt bị cứng đơ thì mau nhập viện liền. Tai biến độ tuổi nào cũng có thể bị, nếu phát hiện sớm phải điều trị ngay càng nhanh càng tốt. Mới đầu năm, đại nhân đã gặp phải hạn khá nặng về sức khỏe, khiến nam ca sĩ bị tai biến, thậm chí gần như liệt nửa người, trái và méo miệng. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Hải Băng, Trung Quân, Quang Đăng, Huỳnh Lập nhanh chóng gửi lời hỏi thăm đến giọng ca một lần buông tay. Trước đó, đại nhân nổi tiếng là một trong những sao nam của Vbiz, sở hữu thân hình săn chắc và cường tráng nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao. Anh cũng tạo được nhiều dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế tham gia Trong Quân Ngũ nhờ thể lực khỏe mạnh và khả năng nhạy bén. Chính vì vậy, khi hay tin đại nhân lâm bệnh ngay đầu năm khiến không ít người bị sốc. Dù bị tai biến và suýt gặp những biến chứng khá nghiêm trọng, nhưng đại nhân khá lạc quan và thường xuyên đăng tải những hình ảnh mới nhất về tình hình sức khỏe của bản thân. Đặc biệt mới đây nhất, sau khi sức khỏe đã khá hơn, nam ca sĩ đã dành một bài viết khá dài để chia sẻ với mọi người về bệnh tình cũng như những lời cảnh báo cho giới trẻ. Qua hình ảnh mới nhất, người hâm mộ lẫn đồng nghiệp có thể thở phào vì hiện tại đại nhân đã khá khỏe mạnh. Nam ca sĩ cười mỉm tạo dáng dù tay vẫn còn nhiều ống truyền. Đại nhân vốn là nam ca sĩ, cũng yêu thích tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe. Chính vì vậy, khi hay tin nam ca sĩ bất ngờ nhập viện vì tai biến, khiến không ít người bàng hoàng. Theo những gì nam ca sĩ chia sẻ sau cơn nguy kịch, từ trước đó đại nhân hay bị nhức một bên đầu, cứ nghĩ là nhức đầu bình thường nên cũng không để tâm lắm. Đặc biệt khi hoạt động mạnh, anh lại bị khó thở vì một lần nữa chủ quan, nghĩ mình bị xoang nên không đi khám. Chỉ tới hôm nhập viện vì tai biến, trước đó anh chỉ đơn thuần nghĩ bị đau đầu rồi đi nghỉ. Khi gia đình phát hiện đã bị méo mặt, tay chân bên trái hoàn toàn liệt và được kết luận bị tắc nghẽn mạch máu não, sức khỏe nguy kịch. Tuy nhiên nhờ may mắn là một người thường xuyên rèn luyện thể thao và uống khoa học, nên khi được điều trị tích cực, đại nhân đã nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần theo dõi thêm một thời gian để hoàn toàn sức khỏe ổn định. Qua câu chuyện của bản thân, đại nhân cũng có lời khuyên dành cho mọi người, nhất là những ai có các triệu chứng như hay bị nhức một bên đầu, khó thở hay thở không sâu, cảm thấy bị thiếu oxy, thì hãy vào bệnh viện khám càng sớm càng tốt. Bởi theo nam ca sĩ, bị bệnh là chuyện bình thường, có những bệnh ai cũng có thể bị, và bị bất cứ độ tuổi nào, nhưng khác nhau ở chỗ là phát hiện và điều trị sớm hay muộn. Bên cạnh đó, việc có thói quen ăn uống và chế độ luyện tập có lợi cho sức khỏe mỗi ngày cũng rất quan trọng. Nó sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm khi bị bệnh. Thế mới thấy bệnh tật không chừa một ai. Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, chăm rèn luyện thể thao để cải thiện thể lực nhé. Cùng chúc nam ca sĩ đại nhân sẽ sớm hồi phục và khỏe mạnh.